Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang bước vào thời điểm mà cả nước gần như sẽ chuyển sang trạng thái đó là thời tiết của mùa hè. Và trong thời tiết này thì mức độ của những căn bệnh liên quan tới đường tiêu hóa sẽ ngày càng gia tăng. Bởi lẽ ở giai đoạn này thì các thức ăn và thực phẩm nó sẽ dễ bị ôi thiêu hơn và dễ sinh một số loại khuẩn không tốt cho đường tiêu hóa. Những cái nguyên nhân hay là những cái triệu chứng mà chúng ta có thể tạm gọi để biết là mình có bị rối loạn tiêu hóa hay không, như là đau bụng nè, đầy hơi. Khi mà mắc phải bệnh này thì nó không nguy hiểm ngay trực tiếp tính mạng của người bệnh, nhưng mà nó sẽ gây ra những cái phiền toái và ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng cuộc sống. Không phải ai cũng rõ ràng cũng biết được dấu hiệu và những nguyên nhân dẫn đến những triệu chứng này. Về bản chất thì bệnh rối loạn tiêu hóa là một tình trạng mất cân bằng hệ vi sinh vật dẫn tới bị loạn khuẩn ở đường ruột. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến bị rối loạn tiêu hóa, nhưng mà nguyên nhân chính vẫn là do chế độ ăn uống sinh hoạt không hợp lý mới dẫn đến triệu chứng tiêu hóa bất thường. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với bác sĩ của chương trình cùng với phóng viên của kênh VTC9 để tìm hiểu rõ hơn căn nguyên của căn bệnh này. Xin chào quý vị và các bạn. Tuy không quá nguy hiểm nhưng tình trạng rối loạn tiêu hóa lại gây ra không ít phiền toái cho người bệnh. Chính vì vậy, ngày hôm nay tôi xin hân hạnh giới thiệu bác sĩ Nguyễn Thị Tường Vân, trưởng khoa nội bệnh viện Đa khoa Phương Đông, là người sẽ giúp chúng ta tìm hiểu về căn bệnh này. Vâng, xin chào các quý vị khán thính giả. Cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình. Và để hiểu rõ thêm về căn bệnh rối loạn tiêu hóa, xin mời bác sĩ cũng như các quý vị khán giả cùng đón xem một phóng sự sau đây. Rồi nhiễm khuẩn đường tiêu hóa đi ngoài phân lỏng hoặc là táo bón kéo dài, ăn không tiêu. Thứ nhất là về bệnh rối loạn tiêu hóa thì bản thân người lớn như chị thì thông thường khi mình ăn những thức ăn mà lạ hoặc là thức ăn như ví dụ mùa Tết thì chị có thích ăn bánh chưng chẳng hạn, như thế cảm thấy là bụng trướng và khó tiêu ấy. Hay là mình ăn nhiều đồ ngọt thì cũng có thể bị đi ngoài hoặc đồ ăn lạ mình cũng có bị rối loạn tiêu hóa, này có bị tiêu chảy hoặc là trướng bụng và ậm ặc khó chịu, cái cảm giác đầy bụng và nặng bụng thì mình cũng rất khó chịu trong đấy. Bác sĩ có thể nêu ra nguyên nhân cũng như là các triệu chứng dẫn đến bệnh rối loạn tiêu hóa được không ạ? Rối loạn tiêu hóa là một cái từ nói chung là bệnh lý của đường tiêu hóa, là sẽ bắt đầu là từ miệng đến thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già và ống hậu môn, trực tràng ống hậu môn. Thế thì về nguyên nhân của cái rối loạn tiêu hóa nó có rất là nhiều nguyên nhân. Nó có thể là nguyên nhân từ những sinh vật ví dụ như vi khuẩn, virus, nấm, ký sinh trùng. Đấy, nguyên nhân đấy có thể là các cái nguyên nhân là mang chất cơ học như là polyp, như là khối u hay là các túi thừa của đại tràng, túi thừa của dạ dày, hoặc là nguyên nhân đấy có thể là một cái rất là vô hình mà bây giờ người ta hay gọi đấy là cái hội chứng ruột kích thích. Thế là nguyên nhân đấy là do yếu tố thần kinh hay còn gọi là cái stress quá căng thẳng cũng gây nên các rối loạn tiêu hóa. Thế thì biểu hiện của nếu mà để xác định được nguyên nhân là gì thì phải tiến hành rất là nhiều xét nghiệm và các cái thăm dò chức năng, các xét nghiệm máu, xét nghiệm phân, nội soi dạ dày, nội soi đại tràng, vân vân. Thế còn các triệu chứng biểu hiện mà làm cho người bệnh ấy mà buộc phải đến gặp bác sĩ thường là các triệu chứng nó rất là nổi trội. Ví dụ như trong các cái đợt cấp người ta có thể đau bụng. Ví dụ như đường bệnh của hệ thống tiêu hóa trên là dạ dày, thực quản dạ dày thì người bệnh có thể là đau bụng thượng vị này, ở hơi ở chua nhiều, cảm giác cồn cào, nóng rát này, buồn nôn và nôn này, gầy sút, kém ăn, chậm tiêu, thậm chí là có thể còn nôn ra máu, chẳng hạn thế. Đấy là những cái bệnh lý rối loạn tiêu hóa của ống tiêu hóa trên. Thế còn trong trường hợp viêm ruột non thì đấy là một cái nhiễm khuẩn tiêu hóa cấp, thì có thể là đau bụng, sốt và ỉa chảy rất nhiều lần. Đấy là dấu hiệu của nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, đường ruột non. Thế còn đối với đại tràng cũng có thể có những dấu hiệu biểu hiện đợt cấp như là đau bụng, đau quặn bụng quanh rốn, rồi đau dọc theo khung đại tràng. Bệnh nhân có thể đi ỉa lỏng rất nhiều lần, ỉa lỏng kèm theo đau bụng, kèm theo sốt, phân có thể có nhầy mũi hoặc có thể là nhầy máu cá. Và khi mà cái việc chữa trị đối với viêm đại tràng ấy mà cấp, đợt cấp mà không được chữa trị kịp thời và đúng phác đồ thì nó sẽ chuyển sang các cái viêm đại tràng mãn tính, tức là bệnh nhân thỉnh thoảng lại xuất hiện các cơn đau quặn thắt, rồi đi ngoài số lần có thể ít đi nhưng mà liên tục có phân nhảy máu mũi, hội chứng đau quặn mót dạng rõ, thế và kể sút,
trứng bụng đầy hơi và ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài. Thì lúc kể cả trong những trường hợp rối loạn tiêu hóa biểu hiện ở đường tiêu hóa trên do dạ dày và thực quản, hay là viêm ruột non, hay là viêm đại tràng với các dấu hiệu mà người bệnh tự cảm thấy, gọi bác sĩ thường hay gọi dấu hiệu cơ năng ấy, thì người bệnh nên đến khám tại bệnh viện gặp bác sĩ để trình bày tất cả những triệu chứng mình có, để bác sĩ sẽ cho xét nghiệm cũng như các thăm dò chức năng thích hợp để chẩn đoán bệnh và điều trị. Thưa bác sĩ, vậy thì đối tượng cũng như là độ tuổi nào thường gặp bệnh này? Nói về độ tuổi với lại căn mắc bệnh này thì từ trẻ nhỏ cho đến người già đều có thể mắc, bởi vì bệnh này nó không tự trong cơ thể sinh ra để mà phân định lứa tuổi, cũng có nhưng mà ít lắm. Cái bệnh ấy thì hiếm gặp, nhưng mà phần lớn là các cái bệnh rối loạn tiêu hóa, và căn nguyên thì phần lớn là từ đường miệng. Đấy, tức là do chế độ ăn uống, ăn thức ăn không hợp vệ sinh và nhiễm khuẩn, thức ăn có nhiễm các chất độc bảo quản thực phẩm không tốt, hoặc là chế độ ăn nó bất hợp lý làm cho rối loạn hệ thống men trong đường ruột, men trong dạ dày, rồi rối loạn hệ vi khuẩn trí trong đại tràng đều có thể gây nên. Thế nên là từ trẻ nhỏ lọt lòng, có những đứa trẻ mới bé vài tháng tuổi cũng có thể, nếu mà cho chế độ ăn không hợp lý cũng có thể gây rối loạn tiêu hóa bằng các cái ỉa chảy, phân chua, hay là đến những người thanh niên hay ăn thực phẩm đường phố nhiễm khuẩn, hay là cụ già hay ăn phải những cái thực phẩm để lâu lưu cữu trong tủ lạnh đều có thể nhiễm khuẩn. Và thưa bác sĩ, căn bệnh rối loạn tiêu hóa này có những biến chứng nguy hiểm là không? Biến chứng nguy hiểm thì trừ một số các bệnh gọi là khối u ung thư thì nó nguy hiểm thôi. Thế còn bệnh này với cái nền y học hiện đại cũng như về cái hiểu biết về y tế cũng như về tri thức của bệnh người dân bây giờ ấy, thì không mấy khi mà nó nguy hiểm đến tính mạng. Nó chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, làm cho người ta bị gầy sút, người ta mệt mỏi sa sút và ảnh hưởng đến chất lượng lao động. Thế nhưng cũng phải nói rằng trong những trường hợp mà bệnh rối loạn tiêu hóa cấp tính do vi khuẩn, nếu như không được chẩn đoán và điều trị kịp thời vẫn có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Như vừa rồi chúng tôi cũng có một bệnh nhân tiêu chảy cấp 4 ngày, ở nhà không đi khám, không đi đến bệnh viện khám và chữa trị, thế là cũng suy thận cấp và bệnh nhân đấy cũng suýt chết. Cũng may mà đến bệnh viện đến ngày thứ 5 thì ure và creatinine đều ở mức độ nghiêm trọng mà đáng nhẽ là phải định lọc máu đấy, rất nguy hiểm. Nhưng cũng may mà các bác sĩ đã dùng kháng sinh thích hợp, bồi phụ nước điện giải và theo dõi sát sao thì bệnh nhân đấy cũng hồi phục. Để nói rằng là đôi khi rối loạn tiêu hóa nói là không nguy hiểm, nhưng nếu như những đợt ỉa chảy cấp không được chẩn đoán điều trị kịp thời gây nên các rối loạn điện giải gây suy thận cấp vẫn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nên vẫn là một lần nữa nhắc lại là tất cả những các rối loạn tiêu hóa dù nhỏ nhặt nhất vẫn nên đến khám bác sĩ. Thưa bác sĩ, vậy thì hướng điều trị nào dành cho những người đang bị rối loạn tiêu hóa? Khi mà các bạn bị rối loạn tiêu hóa, ở đây muốn nói là đối trường hợp cấp thì đương nhiên chúng ta phải đi khám bác sĩ, đến bệnh viện để khám rồi, để xem rằng là chúng ta bị nhiễm khuẩn hay nhiễm ký sinh trùng hay nhiễm virus, và sau đó các bác sĩ sẽ cho đơn chúng ta điều trị khỏi, điều trị đến khỏi. Không nên chủ quan tự ra hiệu thuốc để kể bệnh kê đơn là nguy hiểm. Nhiều khi dùng kháng sinh không đúng hoặc nó chỉ có tác dụng ngừng bệnh tạm thời, sau đó nó lại phát triển theo một hướng khác. Thế còn đối với những trường hợp mà bị bệnh mãn tính thường xuyên gây rối loạn tiêu hóa, tức là đi ngoài phân thường nát, hoặc là có nhảy mũi, hoặc là cứ thỉnh thoảng lên cơn đau quặn thắt, chướng bụng, đầy hơi, chậm tiêu, vân vân, thì chúng ta cũng phải đến gặp bác sĩ trình bày các lý do để bác sĩ cho các thăm dò chức năng và điều trị cho nó khỏi, chứ không nên giữ bệnh trong người, ảnh hưởng rất là nhiều đến cuộc sống, đến chất lượng sống cũng như năng suất làm việc của chúng ta. Bác sĩ có thể đưa ra những lời khuyên dành cho những người đang bị bệnh không? Để phòng tránh các cái bệnh rối loạn tiêu hóa thì đương nhiên đấy là vấn đề dinh dưỡng. Thứ nhất phải có chế độ ăn hợp lý, đối với trẻ nhỏ cũng phải có chế độ ăn hợp lý, ăn sữa, ăn đường, rồi ăn hoa quả, kể cả uống nước cũng phải là hợp lý, nước sạch, nước vệ sinh. Thế còn đối với người lớn thì cái việc mà đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm rất là quan trọng, tất cả bệnh từ miệng mà vào hết. Tức là cho nên là khi chúng ta
ăn uống ấy thì đặc biệt phải đấy là tiêu chuẩn phải sạch. Rồi, ăn ngon thì có thể là chúng ta không quan tâm nhiều bằng ăn sạch. Thế thì đặc biệt tôi phải khuyên các bạn là khi mà thanh niên là hay ăn thực phẩm gọi là ăn thực phẩm đường phố đấy, người ta gọi là street food ấy, thì mình phải rất là cẩn thận. Bởi vì bây giờ thực phẩm đường phố thì nó vừa rẻ nhưng mà người ta sẽ dùng mọi cách hóa chất người ta chế biến cho nó ngon miệng, nhưng mà thực ra ẩn chứa bên trong với bao nhiêu là vi khuẩn, bao nhiêu là các cái yếu tố gây độc hại, nó sẽ gây rối loạn tiêu hóa. Cho nên là phải ăn uống hợp vệ sinh, sạch sẽ, hạn chế ăn những thực phẩm mà mình nghi ngờ là không sạch, và nguyên tắc là phải ăn chín, uống sôi. Thực phẩm phải an toàn, có nguồn gốc xuất xứ rõ rệt. Còn đối với các người nhiều tuổi, những người mà sống các cụ thường chăm nhau mà không có con cháu phục vụ, thì nhớ rằng các thực phẩm để lâu qua ngày lưu cữu không nên sử dụng nữa, không tiếc và phải đổ bỏ. Thực phẩm để trong tủ lạnh muốn ăn lại phải đun sôi, không nên chỉ dùng gọi là hay bìa mình hay quay lò vi sóng, dùng vi sóng để làm hâm nóng thực phẩm thì không nên, bởi vì cái đó nó không đủ để diệt khuẩn. Đấy, nên chúng ta phải đun lại, đun sôi. Đấy là đối với những người nhiều tuổi là như thế. Xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ đã